Hôm nay Úc Bỉnh xin trình bày một file video tutorial tựa đề là làm trắng răng bằng cái chương trình Photoshop CS5. Các bạn có thể download bài viết về bằng đường dẫn dưới đây, và các bạn có thể download chương trình về bằng cái đường dẫn dưới đây để bắt đầu thực tập. Các bạn có thể download cái file hình về để thực tập ở tại đường dẫn này. Như vậy là mình giới thiệu cho các bạn, trước khi làm cái bài làm trắng răng, các bạn cần phải download bài viết về để nghiên cứu trong cái đường dẫn này. Và các bạn download cái chương trình Photoshop CS5 tại đường dẫn này, và download cái file hình về thực tập tại đường dẫn này, hoặc là tùy ý bạn tìm một file hình nào đó của bạn cũng được. Đây là file hình mà Úc Bỉnh sẽ giới thiệu cho các bạn để thực tập. Đa số khi mà các bạn chụp hình ảnh chân dung bằng máy chụp hình kỹ thuật số thì cái điểm nhấn đầu tiên trong ảnh chân dung là nụ cười và hàm răng. Nhưng đa số các ảnh chân dung, các ảnh được cung cấp bằng máy kỹ thuật số đều cho bạn một cái hàm răng có màu trắng ngà chứ không có trắng bóc. Do đó bạn cần phải dùng cái chương trình bằng tay phù thủy Photoshop để làm cho hàm răng trắng ra, thì lúc đó ảnh chân dung bạn chụp mới đạt yêu cầu. Có nhiều cách rất làm để mà trắng cái hàm răng, nhưng trong bài này Úc Bỉnh sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất bằng những cái động tác thủ thuật đơn giản. Ở đây dùng Hue Saturation. Ngoài ra còn chỉ cho các bạn vài chiêu như tạo nhanh viền ảnh, so sánh giữa hai ảnh gốc và ảnh mới, so sánh giữa hai hàm răng trước và sau khi sửa. Đó là nội dung của cái file hướng dẫn video này. Bây giờ tôi nhấp cái shortcut của chương trình, vì tôi không muốn để cái shortcut của các chương trình nằm trên desktop này cho nó choáng chỗ. Do đó tôi gom lại trong một cái folder tên là software. Tôi nhắc cái shortcut của Photoshop CS5. Trong cái đường link mà tôi giới thiệu cho các bạn để download cái chương trình Photoshop CS5, thì đó là một cái bản sau khi bạn cài đặt xong thì nó sẽ là một cái bản full. Mà các bạn muốn biết sau khi cài đặt thành công là bản full hay không thì bạn nhấp vô cái menu Help, bạn nhấp vô About Photoshop. Bạn đã thấy bản quyền version 12.0. Nó không đòi hỏi bạn nhập số serial vào nữa cả. Bây giờ tôi nhấp menu file, nhấp open, tôi đến desktop và tôi tìm cái ảnh begin. Tất cả những ảnh này tôi chứa vào trong cái folder làm trắng răng, và đây là cái ảnh begin tôi download trên mạng về. Tôi nhấp lên và tôi nhấp open, đã hiện ra cái ảnh begin. Bây giờ cái bài hôm nay là chúng ta sẽ làm trắng hàm răng. Bây giờ để hiện cái tab layer, tôi nhấn phím F7, nó đã hiện lên tab layer background. Tab layer background. Bây giờ chúng ta sẽ không thực tập trên
trên cái layer background đó là một cái hình gốc. Nếu mà chúng ta thực tập trên đó thì sau này chúng ta không còn cái hình gốc để thực tập. Do đó chúng ta tạo thêm một layer mới gọi là layer 1 bằng cách nhấm hai phím Ctrl và Z. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái tab layer 1, và hiện tại bây giờ chúng ta đang thực tập trên cái layer 1 có cái màu xanh này. Bây giờ trước hết là chúng ta cần phải xóa cái màu ngà của cái hàm răng này, rồi sau đó mới làm cho hàm răng này trắng ra. Bây giờ chúng ta phóng to lên bằng cách giữ phím Ctrl và nhấp phím cộng để phóng to hàm răng. Bây giờ ta nhấp cái phím 3, cái thanh 3 là cái thanh dài thòn ở dưới đáy bằng phím đó, nó hiện ra cái con trỏ là dấu hiệu bằng tay. Ta cầm ta rê có nghĩa là đó. Và ta thấy nó vẫn còn nhỏ, ta có thể phóng to lần nữa để dễ thao tác. Bây giờ chúng ta đã phóng to hàm răng thì quả thật chúng ta đã thấy hàm răng này nó có màu trắng ngà, nó hơi vàng chứ nó không có được trắng lắm. Do đó chúng ta cần phải làm cho nó trắng ra, và chúng ta đặt cái hàm răng này, chúng ta đặt hàm răng này ở giữa cái vùng làm việc cho dễ thao tác. Bây giờ chúng ta còn chọn cái công cụ Lasso Tool, nếu mà bấm phải lên thì nó sẽ hiện ra ba công cụ. Ở đây ta chọn công cụ Lasso Tool. Bây giờ chúng ta tạo vùng chọn cho cái hàm răng này bằng cách rằng là chúng ta rê vẽ hàm răng nhưng mà không cho chạm đến cái nú, chỉ tạo cái vùng chọn của hàm răng mà thôi, và chúng ta rê con trỏ từ từ. Tôi đã tạo xong vùng chọn cho cái hàm răng này và chúng ta không phạm vào nú, không phạm vào môi. Bây giờ chúng ta phải chọn cái menu Select và chọn cái Modify và chọn Filter, hoặc là nhấn phím Shift với phím F6, nó hiện ra cái cửa sổ Filter Selection. Thông thường tại vì đây là nó nhớ, thông thường nó hiện ra số 0, nhưng mà bây giờ tôi nhập nó là số 1. Tại sao phải nhập số 1? Tôi nhập số 1 để sau này khi tôi xóa vùng chọn đi thì tôi sẽ không thấy được cái lằn ranh, cái màu giữa cái vùng chọn này với cái vùng ở ngoài. Và tôi nhấp OK. Bây giờ tôi chọn menu Image, chọn Adjustment, chọn Hue, Saturation hay là Ctrl U. Bây giờ hoặc là nhấp phím Ctrl U, nó hiện ra cửa sổ Hue, Saturation. Trong cái menu tắt này, ngõ tắt này, tôi chọn Yellow. Tôi rê con trượt của Saturation qua trái để mà tôi xóa cái màu ngà của cái hàm răng này. Bây giờ bạn đã thấy trong lúc tôi đang rê thì nó đã mất cái màu ngà đi. Sau khi tôi đã xóa cái răng màu răng ngà, tôi cần phải cho cái menu tắt về master và tôi kéo con trượt của Lightness
Qua phải để làm trắng hàm răng. Các bạn chú ý là các bạn đừng có cho nó quá trắng. Nó quá trắng thì ra nó thành ra giả tạo đi. Hoặc là sau này quá trắng bạn sẽ khó chỉnh sửa. Bây giờ xong rồi, tôi đã thấy hàm răng nó trắng rồi, tôi nhấp OK. Và tôi nhấp hai phím Ctrl với D để tôi bỏ dùng chọn. Bây giờ tôi nhấp phím Ctrl với phím trừ để thu nhỏ cái hình lại. Đó, bây giờ bạn đã thấy cái hàm răng đã trắng so với trước kia. Chỉ cần làm một cái động tác dùng Hue Saturation. Bây giờ tôi lưu cái hình này bằng cách tôi nhấm Ctrl Shift với S, nhấm một lượt ba phím. Nó hiện ra cái cửa sổ Cell Edge. Tôi chọn Desktop làm nơi lưu. Tôi đặt tên nó là Letter, là cái hình sao, hình begin, hình letter, hình sao. Và tôi chọn định dạng của nó là JPEG. Tôi nhấp nút Save. Tôi nhấp nút OK. Tôi ra Desktop. Tôi đã thấy cái hình tôi vừa tạo có cái tên là Letter. Xin lỗi các bạn, có cái tên là After. After có nghĩa là sao. Begin là bắt đầu, After là sao. Tôi đã có cái hình After tại Desktop. Bây giờ chúng ta so sánh hai cái hình Begin và cái hình After. Giờ tôi tắt cái này đi. Bây giờ tôi mở hai cái hình. Bây giờ tôi mở hai hình, hình Begin và hình After. Tôi mở menu File, Open Resin. Tôi nhấp cái hình Begin và tôi rê con chuột xuống đây. Tôi đã có cái hình Begin. File, Open. Tôi đến Desktop. Tôi nhấp cái hình After. Xin lỗi các bạn, sau khi tôi tạo cái hình After này rồi thì tôi cho cái hình After này nó vào trong cái folder làm trắng răng. Trong folder làm trắng răng này tôi đã chứa cái hình Begin, hình After, cái file Word mà tôi đã trình bày cho các bạn lúc ban đầu và cái file làm trắng răng. Bây giờ bây giờ chúng ta mở hai hình, hình Begin và cái hình After. Tôi vào cái file menu File, tôi nhấp Open. Tôi đến Desktop. Tôi đã tạo ở Desktop một folder tên là làm trắng răng. Trong này tôi chứa cái hình Begin, cái hình After vừa mới làm xong, và một cái file Word để giới thiệu lúc đầu phim, và một cái file JPEG. Bây giờ tôi nhấp cái hình After và tôi giữ phím Ctrl. Tôi nhấp cái hình Begin để chọn một lượt hai hình và tôi nhấp Open. Nó hiện ra hai hình, cái hình Begin và cái hình After. Bây giờ tôi cho cái hình Begin này nó trôi vào trong cái dùng làm việc, và tôi cho hình After này trôi vào trong cái hình làm việc. Như vậy bây giờ tôi đã có hai cái hình.
hình begin và hình after để so sánh. Một bên là hàm răng nhà và một bên sáng. Bây giờ tôi muốn xem, tôi chọn cái hình này và tôi control với dấu cộng thì cái hình sẽ to ra. Và tôi load đây. Và tôi chọn như đây, tôi cũng làm control dấu cộng. Và tôi nhấn phím 3 để lòi bàn tay tôi rơi đây. Bây giờ bạn thấy rõ giữa hai hình này, cái hình begin hàm răng màu ngà và cái hình after màu răng sáng trắng ra. Nhưng ở đây tôi không dám cho trắng nhiều vì nó sẽ thấy giống như là giả tạo, giống như là lấy kem Hinox mà đánh lên vậy. Đó là một cách so sánh bằng cách mở một lượt hai hình. Tôi control trừ để thu nhỏ hình lại. Bây giờ tôi tạo cái viền khung ảnh. Bây giờ muốn tạo cái viền khung ảnh này, bây giờ tôi không làm việc trên cái file mới này mà tôi control C. Tôi muốn tạo viền cho cái ảnh này thì tôi vào menu image, tôi chọn canvas size hay là nhấn phím on control với C và tôi chọn đơn vị là cm. Ở đây tôi nhấp .1 và tôi chọn màu xanh, tôi nhấp OK. Tôi đã có cái hình có đường viền màu xanh. Bây giờ chúng ta so sánh hai hàm răng giữa ảnh begin và cái ảnh after. Bạn nhấp phím control A. Bạn nhấp phím control A để chọn cái ảnh mới vừa làm. Bạn nhấp phím Ctrl C để copy cái ảnh này. Bạn mở cái tab History bằng cách là Windows History, hiện ra tab History. Bạn chọn cái layer đầu tiên bằng cách là riêng này, chọn layer đầu tiên. Và bạn nhấp Ctrl V để dán cái hàm răng mới vừa làm vào. Tôi xin nhắc lại, bạn nhấp cái Ctrl A để chọn ảnh mới làm. Xong rồi bạn copy cái ảnh mới làm bằng cách là nhấp phím Ctrl C. Sau đó bạn mở cái tab History ra, là bạn chọn cái hình đầu tiên ở trong cái tab History và bạn Ctrl V để dán nó vào. Bây giờ bạn tắt cái tab History đi. Bây giờ bạn nhấp vào cái con mắt của layer 1 ở trong cái tab layer này thì bạn sẽ thấy nó hiện lên cái layer background là cái hình begin và layer mới đó. Bạn thấy tôi phóng to rồi cho bạn dễ thấy. Đây là hàm răng trước khi làm và đây là hàm răng sau khi làm. Như vậy trong bài này các bạn đã học cách làm cho hàm răng trắng ra bằng Hue Saturation, bạn học cách làm viền cái hình và bạn học cách mở hai hình để so sánh hình after và hình begin và cách nhấp con mắt của laser để so sánh cái hàm răng trước và sau.
Như vậy, trước khi bạn làm thì bạn nên tạo một cái layer tên của chủ đề đó đặt tại tạo một cái folder tên chủ đề đó đặt tại desktop. Trong đó bạn chứa download về cái ảnh begin và bạn chứa cái ảnh after sau khi làm xong. Và bạn tạo một cái file Word để bạn giới thiệu cái bài viết của bạn và bạn giới thiệu cái chương trình Photoshop CS5 để người thực tập cài đặt, download và cài đặt về, và giới thiệu đường link để download cái hình về thực tập. Tôi dùng SnapX để tôi chụp cái file Word đó thành một cái bản để giới thiệu bài viết. Chúc các bạn thành công. Đây là những cái thao tác rất là đơn giản và rất là hay ở trong cái quyển sách Việt Nam Guide mà Úc Bỉnh đã tham khảo. Chúc các bạn làm được thành công.